Hi, chào mừng các bạn đến với kênh Car Passion. Và người ngồi bên cạnh mình đây chính là anh Vĩnh Nam, một trong những người anh và một người bạn của rất là nhiều anh em đang đi Mercedes-Benz tại Việt Nam. Anh Nam đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực kinh doanh và mua bán những dòng xe Mercedes-Benz. Và hôm nay anh mang đến một cái giải pháp dành cho những anh em đang đi Mercedes C và Mercedes S. Anh Nam thể giới thiệu một chút xíu về mình. Chào các bạn, chào Cơm Bác Sinh. Tôi là Vĩnh Nam và hiện nay đang công tác ở một cái đại lý Mercedes-Benz. Và cái giải pháp mà tôi đưa ra hôm nay là cái thiết bị mới ra mắt trên thị trường của Việt Map, Android Box dành cho ô tô, ký hiệu BM9. Và hiện nay theo như tôi đã thử nghiệm trên một số xe của Mercedes-Benz và thấy thiết bị này là rất tiện cho người lái xe và người dùng ở trên xe. Có thể vừa được cảnh báo bởi cái phần mềm Việt Map Lite cảnh báo giao thông, phần mềm dẫn đường S2, và ngoài ra mình có thể cài thêm một số các tính năng các app trên cái thiết bị này, như phần mềm nghe nhạc Spotify, các phần mềm mà mình xem truyền hình như là K cộng, My TV hoặc là FPT Play, và xem cả được YouTube. Rồi, và đây là giao diện của K cộng. Thường tôi xem tin tức trên cái FPT Play. K cộng nó cũng có một cái phần mềm, nhưng mà thường mình kết hợp giữa hai hai cái phần mềm với nhau tùy cái tình hình sóng của 4G tại cái điểm mà mình sử dụng á, thì mình sử dụng song song hai cái app này. Đối với thiết bị Android này thì cài Spotify nghe nhạc khá hay và cho mình chọn rất nhiều cái album nhạc hoặc nhiều nghệ sĩ mình yêu thích trên này, và chất lượng âm thanh rất tốt. Còn đây là phần mềm YouTube không dính quảng cáo. Đây là cái mình có thể đậu xe hoặc là dừng xe, mình có thể xem những cái nội dung có sẵn trên YouTube. Theo như những gì mà em tìm hiểu về cái hộp Android này thì chúng ta sẽ có được một cái cấu hình khá là mạnh. Cấu hình là chip xử lý MediaTek 8 nhân. RAM bên trong thì đang được là 64GB và còn cái RAM là được 4GB. Cái này tôi thấy nó sử dụng nó giống như là một cái iPad trước đây, mà đối với những cái xe mà sẽ đi dùng iPhone kết nối qua cái Apple CarPlay á, thì chỉ có giải quyết ở một số vấn đề gọi điện hoặc là nghe Apple Music thôi, ngoài ra không có thêm một cái tính năng nào khác. Nhưng mà khi mà dùng cái Android Box này cắm vào thì cái màn hình của xe nó giải quyết được rất nhiều các tính năng mà người lái hoặc là người ngồi bên cạnh người ta cần. Rồi, giờ bây giờ hai anh em bắt đầu inbox một cái hộp Android này để xem cái món đồ chơi của anh em có gì hấp dẫn nha. Chúng ta có được một cái hộp Android. Bên này là chúng ta làm một cái dạng carbon. Anh đánh giá như thế nào về cái kiểu dáng thiết kế của này? Trước đây thì mình cũng có nghiên cứu qua cái một số cái thiết bị Android Box có trên thị trường rồi, nhưng mà sau khi dùng cái hộp Android Box này á thì mình thấy là cái phần giải nhiệt ngoài cái mặt nó bằng vân carbon thì nó không có để lại dấu vân tay, nhưng mà phía sau đó mình chú ý là cái phần sau là để ở có một cái phần giải nhiệt rất tốt, và mình sử dụng thời gian nó không có nóng máy giống một số hoặc là bị treo giống như các thiết bị khác. Nhưng mà đây là cái điểm ưu của thiết bị Việt À, Mắt. cũng hay anh vậy, tại vì khi mà chúng ta lắp cái này vào xe thì sẽ rất là nóng khi chúng ta phát nhiệt, và mình bỏ thường để trong những cái hộc thế này rất là nóng, nên là cái cách mà của Việt Map họ làm nó cửa tải nhiệt cái này khá là ổn, thiết bị mình xài sẽ không bị giật lắc trong quá trình sử dụng. Rồi cái cổng kết nối thì bên bên nhà sản xuất đưa ra hai cái loại, hai sợi dây, một À, cái loại một cái vậy là tay C, một cái C qua C, C to C nè. C2C. Những mấy xe đời mà cũ hoặc là chưa cái chuyển qua cái cổng tai C mới thì một Mình đầu có tai C và một USB đầu đầu A, USB USB A nè. cho mình có thể là sử dụng cái box này từ xe này qua xe khác. Nếu như mà có một cái số dòng xe khác thì mình sẽ tiện sử dụng cái chỗ này. Có một cái điều đặc biệt trên cái Android Box này là nó có một cái khe cắm thẻ SIM Một khe cắm thẻ data, thì nhớ nữa nè. một xe khe cắm thẻ nhớ. Và cái thao tác khi mà các bạn gắn thiết bị này vào trong xe cũng rất là đơn giản. Đây, xe của anh em đã gắn sẵn rồi. Thì các bạn chỉ việc là theo kiểu plug and play, không còn phải đấu dây hoặc gì cả. Cắm trực tiếp vào luôn.
Ví dụ như xe của anh em đang là chiếc Maxi 200 thì chúng ta sẽ xài Type C, thì các bạn sẽ cắm Type C từ thiết bị vào thẳng trong xe và trên xe sẽ hiểu rằng là Apple CarPlay. Thì khi kích hoạt lên thì em thật sự rất là ấn tượng với lại cái cách mà kích hoạt của cái phần mềm này. Bởi vì khi mà mình kích hoạt lên đó, là chúng ta sẽ có luôn cả một cái bản đồ ở ngay vị trí giao diện trung tâm luôn. Là S2 luôn luôn thường trực ở trên này luôn. Đây là một cái mà mình thích, tại vì á đôi khi mình cắm vào thì lập tức nó có một cái phần mềm dẫn đường đã chạy sẵn khi mình cắm vào, và mình chỉ có thể xem ngay lập tức là cái đoạn đường mình đang đi là đang ở giới hạn tốc độ km bao nhiêu, mình không phận cần phải cài đặt, đã mặc định sẵn. Với cái Android Box của Vietmap BM9 này thì anh thích nhất ở cái tính năng nào? Cái năng tôi thích nhất là thiết bị này cho phép chia màn hình ra chạy đa nhiệm. Tôi có thể vừa xem YouTube, bên cạnh đó là một cái màn hình chia ra để mình dẫn đường, và mình cho phép mình dịch chuyển qua lại. Với các bạn đang đi chiếc Maxi mới hoặc là các bạn đi S mới thì đây sẽ là một cái giải pháp dành cho các bạn đối với cái màn hình zin và tăng thêm một cái khả năng giải trí cho chiếc xe của mình. À, và bây giờ anh em mình đi một vòng để chúng ta bắt đầu thử nghiệm với lại cái bản đồ Vietmap S2 Ok. với lại Vietmap Lite trên xe là như thế nào. Ok, bây giờ mình xuất phát. Thì tại sao lại chọn cái Vietmap BM9 này? Thật ra cái ngoài cái tính năng mà mình đã nói về các tính năng giải trí ra thì có hai cái phần mềm mà trước giờ mình đã dùng trên thiết bị điện thoại di động hoặc là camera hành trình, là cái phần mềm Vietmap Lite cảnh báo giao thông và cái phần mềm dẫn đường S2. Mình là thích nhất là cái phần cảnh báo giao thông mà của Vietmap, và mình đã đi tỉnh khá nhiều và đi trên cao tốc khá nhiều, và cái phần mềm này cảnh báo về tốc độ, về các tình huống mà bảng hiệu giao thông, camera Sắp phạt đến nguội biển báo để tốc mình chạy độ đúng giới hạn hơn, mình chạy chuẩn hơn, đó là 60 km/h. cái thích. Và do cái phần mềm là phần mềm có bản quyền, cho nên là việc mua thiết bị này có sẵn cái phần phần mềm bản quyền của hai phần mềm này, thì đó là cái nhu cầu mình cần, mình đi lại hàng ngày và mình phải trang bị. Thật ra khi mà Vietmap họ ra mắt một cái dòng sản phẩm Android như thế này á, em nhận được khá là nhiều lời hỏi về cái sản phẩm này. Nên là khi mà em nhắn tin em hỏi anh để mà đi tìm một người đưa ra một cái giải pháp thì Sắp em nghĩ đến ra khu anh vực đang xài cấm về sản vượt. phẩm này nên chắc chắn sẽ có một cái sự đánh giá nó khách quan nhất. Và theo như quá trình anh sử dụng thì trong cái lúc anh xài nó có những cái điểm mà anh cảm thấy anh không hài lòng hay không? Có một số cái tính năng ví dụ như Vietmap cũng nên thường xuyên cập nhật các biển báo giao thông, các đoạn đường mà đang đang sửa chữa, hoặc là cái bảng hiệu mà giao thông họ dời đi, hoặc là lắp đặt thêm. Phía Thì trước cái này có thì Vietmap camera phạt cần cập nguội. nhật liên tục thì nó sẽ chuẩn hơn. Ngoài cái phần mềm Vietmap S2 là một cái phần mềm đặc biệt và vừa mới được ra mắt của Vietmap vào đầu năm nay thì trên cái Android Box này chúng ta có một điểm rất là đặc biệt, đó chính là cái bản đồ Vietmap Lite. Thì Vietmap Lite là một trong những cái bản đồ mà gọi là bản đồ online của Vietmap và thể hiện được luôn cả cảnh báo giao thông, cảnh báo tốc độ và biết luôn camera hành trình. Trong quá trình sử dụng cái phần mềm này anh đánh giá như thế nào về cái Vietmap Lite ạ? Cái phần mềm Vietmap Lite này thì hầu như là tôi sử dụng hàng ngày. Nó cảnh báo giao thông trong tất cả các tình huống trên đường. Và nếu như mình đi chơi với nhau mà sử dụng một cái phần mềm này thì tạo một cái group, và bên Vietmap sẽ add vào, mình theo dõi cái xe của những người đồng nghiệp mình, bạn mình trong một group nó đang di chuyển tới đâu, và mình sẽ biết được từng vị trí của từng xe trên này. Thì cái này cũng khá hay. Một cái điểm mà em rất là thích trên Vietmap Lite đó Sắp chính là đến cái biển báo tốc tìm được độ trạm giới xăng và hạn chúng ta biết được là trạm xăng của 50 km/h. Petrolimex chính hãng và Petrolimex nhượng quyền. Anh rất là chủ động, giống như ở ngay khu vực của mình hiện tại, ví dụ như em không biết ở khu vực này cái xăng nào là cái xăng Petro xịn thì em phải tìm cho này luôn. Sau quá trình anh mua và sử dụng cái sản phẩm này thì anh đánh giá như thế nào với cái sản phẩm này? Có đạt được kỳ vọng của anh hay không? Nói về giá thì thấy cái thiết bị này cũng hợp lý. Ra mình đã sử dụng một cái nhiều thiết bị Vietmap trước đây rồi, và mình đánh giá cao về cái chính sách hậu mãi của Vietmap. Khi mà có một cái lỗi sản phẩm hoặc là sản phẩm cần bảo hành thì anh em kỹ thuật hoặc là trạm bảo hành của Vietmap gần nhất, mình chỉ cần báo địa điểm thì anh em sẽ cho người tới xử lý hoặc là khắc phục những cái sự cố đối với các thiết bị của Vietmap. Và đây là những cái chia sẻ của anh Vĩnh Nam về cái sản phẩm là Vietmap BM9, một trong những cái Android Box đang gọi là rất là hot trên thị trường và một cái sản phẩm hoàn toàn mới của Vietmap do Vietmap thực hiện và sản xuất ra.
Thì nếu như các bạn có những cái thắc mắc gì liên quan tới những cái sản phẩm của Vietmap, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Còn nếu các bạn đang đi Mercedes và các bạn đang rất là tâm tư là làm sao để có thể một cái giải pháp để giữ zin cái màn hình mà muốn có thêm tính năng giải trí, thì anh Nam cũng đã rồi, đây sẽ là gợi ý dành cho bạn. Cảm ơn bạn đã xem video clip này nha. Và nếu như các bạn thắc mắc về những chiếc xe Mercedes-Benz và có nhu cầu mua Mercedes-Benz thì tất nhiên các bạn biết để chọn ở đâu rồi đúng không? Vietnam Star Bình Dương, và nhớ gặp anh Bình Nam. Dạ, xin chào mọi người. Chào tạm biệt các bạn.